Chào mừng quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tiếp Ác Linh Thầm Lặng của tác giả Đắc Tuấn. Đây là một câu chuyện mà Đắc Tuấn khi viết ra đã dựa vào niềm cảm hứng về câu chuyện trên cánh đồng nọc nạn của bà con đất U Minh năm xưa. Mọi người có thể nghe thấy và dễ dàng nhận biết được những cái khung cảnh cũng như những cái câu chuyện được Đắc Tuấn lồng ghép ở trong đó. Tuy là dựa trên niềm cảm hứng nhưng không sao chép và những câu chuyện đó rất là khéo. Câu chuyện đồng nọc nạn năm xưa được kể lại lưu truyền trong dân gian cũng là một câu chuyện để cho người ta thấy được những cái mảnh đời khổ cực bị chèn ép của bà con đồng nọc nạn năm xưa thôi. Còn rất nhiều những cái mảnh đời như vậy, và câu chuyện này giống như là một cái mảnh đời ở trong đó. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của Đắc Tuấn. Huy để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Ác Linh Thầm Lặng, tập 4. Thầy Que kể tới đó, Út Tánh không giấu được sự tò mò, liền lên tiếng hỏi. Trời ơi, vậy rồi làm sao mà thầy thoát ra được khỏi cái bè đó hay gì? Cũng là do ý trời muốn thầy sống tiếp để có thể trả hết nghiệp của mình thôi. Khi ta nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết thì bỗng dưng một cơn mưa như phép màu kéo tới dập tan ngọn lửa, rồi kèm theo đó là gió lớn thổi cái bè trôi dạt tới nơi khác. Lên đến trên biển cả ngày trời thì ta được một chiếc thuyền đánh cá cứu sống. Lúc đó ta mới ngộ ra một chân lý: chết thì rất đơn giản thôi, nhưng đối diện với sai lầm của bản thân mới là điều khó khăn nhất. Ta buộc phải sống tiếp, sống thì mới có thể trả hết tội lỗi mình đã gây ra. Nghe xong câu chuyện về cuộc đời của thầy Que, cả nhà ông Tám chỉ biết im lặng thở dài, như tiếc thương cho số phận đầy biến cố của người đàn ông trung niên khốn khổ ấy. Ông Tám cất tiếng hỏi. Vậy là mấy chục năm qua thầy lang thang khắp nơi để tìm con Ác Linh đó sao? Đúng rồi, tôi từng nghĩ rằng cả đời này cũng không còn gặp lại được nó, thì số mệnh cho tôi một cơ hội để mà chuộc lỗi. Nhưng đáng tiếc đêm ấy tôi lại để hận thù che mờ lý trí, không những không thu phục được nó mà còn làm cho đệ tử của mình bị giả lây. Mọi người quay sang nhóc Tư đang nằm bất động bên cạnh. Ông Tám lo lắng hỏi dồn. Vậy nó có bị... Phải rồi, nó bị Ác Linh lấy đi một hồn phách, giờ chỉ còn lại cái xác không hồn mà thôi. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Trước lúc ngất xỉu đó, tôi có làm một chú niệm lên trên hồn của thằng Tư, thế nên bây giờ lần ra tung tích của nó không phải là khó, chỉ là sức khỏe của tôi giờ không thể làm gì được, ít nhất cũng phải đợi vài ngày nữa ta mới có thể lên được. Thầy Que vừa dứt câu thì bên ngoài có tiếng gọi lớn. Bác Tám ơi, chết rồi! Dốc chán cộm nhôm của thằng Mười Mớm đang hối hả chạy vào trong nhà. Miệng nó thở hổn hển, lắp bắp nói. Trời ơi, cái tụi vô con ngoài chợ nó kéo vô đây. Tụi nó đang phá mớ lúa mà hồi sáng anh Hai Toàn mới cắt đó. Ông Tám lẫn mọi người nghe thằng Mười nói thì lộ rõ sự bất ngờ. Ông đứng phắt dậy, gấp gáp hỏi thằng Mười. Tụi vô con nào, mày bình tĩnh nói đầu đuôi cho tao nghe cái coi. Mười tiện tay lấy ấm trà của ông Tám đang uống dở, hớp một ngụm rồi nói. Con có biết đâu, là tụi du côn ngoài chợ, nó kéo cả đám 5-6 thằng vô chửi bới ngoài miếng ruộng của bác kìa. Tụi nó nói đất là của chủ nó, sao mà ai dám trồng lúa ở đó. Mà thôi, bác Tám chạy ra liền. Chạy ra mới biết ở đây hồi tụi nó phá lúa bác hết bây giờ. Được rồi, để tao đi ra ngoài coi sao.
Ngoài miếng ruộng lúa của ông Tám lúc bấy giờ là một nhóm đàn ông mặt mày bầm trợn, miệng còn đang lải nhải chửi bóng chửi gió cái gì đó. Mẹ tụi nó, đất của ông Mã Lương mà tụi nó dám đụng vô, cái tụi này chán sống hết rồi. Ờ, kệ đại ca, hình như tụi nó đang kéo tới kìa. Một tên vừa nói vừa chỉ tay về cái hướng nhà ông Tám. Ông đang hì hục chạy tới. Ông Tám tiến tới gần đám vô côn. Ông bình tĩnh nói: Ủa, tôi nghe mấy chú nói đất này là của mấy chú sao? Không phải là của tụi tao, mà là của ông Mã Lương. Bây giờ sao tụi bay trồng lúa trên đất của ông vậy? Ông Tám nghe tên vô côn nói thì giận đỏ cả mặt. Biết rõ là bọn chúng tới gây sự, nhưng cũng ráng nhịn mà đáp: Ờ, cho hỏi ông Mã Lương nào, mấy chú đừng có mà ngang ngược nha. Đất này là gia đình tôi khai mở gần cả chục năm nay, đâu mà một câu nói của bên mấy chú thì thành ra là đất của mấy chú được chứ. Thấy ông Tám cứng trắng quá, tên vô côn mới tiến lại nắm lấy cổ ông, miệng quát lớn: Ờ, thằng già này muốn cãi hả? Đã nói đất này là của... Nói chưa dứt lời thì bị hai toàn từ phía sau lao tới đấm thẳng vô mặt một cái, khiến nó văng ra ngoài lộn nhào mấy vòng trên đất. Hai toàn quát lớn: Tụi bay đừng có mà giang hồ, đất này là của gia đình tao cực khổ khai khẩn, khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay. Không có nói nhiều, thằng nào ngang ngược tao chém chết mẹ hết đó. Dứt câu, hai toàn cắm mạnh cây mát trên tay xuống đất như để khẳng định lời mình vừa nói. Đám vô côn lúc này thấy toàn thái độ cứng trắng như vậy cũng rất e dè, chưa kể đến bốc chán lực lưỡng như hộ pháp của anh, lại càng thêm khiến cho bọn chúng sợ sệt. Biết là không làm lại nhà ông Tám, đám vô côn đành bấm bụng ra vậy. Đoạn một thằng kẹt cái tên vừa bị toàn đánh, miệng vẫn không quên chửi lại mấy câu: Mẹ tụi mày nhớ đó, lần sau tụi mày biết tay không. Nhìn bọn vô côn tháo chạy đi, Úc Tánh liền trút cây mát của toàn lên, tay vung mát rồi chửi: Biết tại không, chém trước đầu tụi bay luôn bây giờ đó. Nhìn đứa con út lóc chóc, ông Tám quát nạt: Thôi thôi, tao lại tụi bay đi về được rồi. Ngày hôm sau, dưới bầu trời đêm có ánh trăng vàng tỏa sáng xuống đồng, là nhóm người trong làng Phong Thạnh đang phụ giúp nhà ông Tám giả lúa. Sức khỏe thầy Que hôm nay đã dần bình phục, thầy cũng ra đồng để phụ giúp một tay. Thầy cầm ấm nước tiến về phía ông Tám đang ngồi nhễ nhại mồ hôi. Thầy trót nước ra một chén rồi đưa cho ông Tám: Chuyện cái đám vô côn hôm qua là sao vậy anh Tâm? Tháo chiếc khăn trặn trên trán xuống thấm mồ hôi, ông Tám lắc đầu nói: Nghe đầu tay sai của thằng người qua Mã Lương ở ngoài chợ đó, cái thằng đó giàu nước dách, nó chuyên đút tiền cho bên Pháp ăn đó, mà bọn Pháp làm giấy tờ giả cho nó chiếm lại đất của dân đen. Mẹ chứ, đã trốn tới cái miệt này rồi mà vẫn bị tụi nó tìm tới. Thầy Que nghe xong thì cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Ông hỏi dồn: Trời đất ơi, có chuyện như vậy nữa sao? Nếu nói vậy thì bọn đó trên danh nghĩa là đúng sao? Ông Tám thở dài một hơi, nốc một ngụm nước rồi đáp: Thiệt tình, công lý của nông dân nghèo tụi tôi từ lâu đã bị mất rồi thầy. Quanh năm gánh lưng cho trời, bán sức cho đất, vất vả cực khổ lắm mới thoát khỏi cái kiếp tội mọi. Có được một miếng đất riêng, cuối cùng thì cũng bị cái đám đó nó đánh hơi thấy. Tôi nói thiệt chứ, lần này mà đổi cái mạng già này, tôi cũng không để cho nó đụng tới miếng đất của nhà tôi đâu thầy. Bởi ta nói gì, đất nước mình bình biến thì khổ nhất vẫn là người dân. Mà anh Tâm à, ngày mai chắc tôi phải đi một chuyến,
phiền anh chăm sóc thằng Tư giúp tôi nghe. Ủa, thầy đi đâu chứ? Thầy giờ chuyện con ác linh đó, lần này tôi không nghĩ có thể về được hay không nè. Cho nên lỡ có bề gì, mong là anh nuôi dưỡng thằng Tư giúp cho tôi. Cảm giác như những lời thầy que vừa nói ra giống như là trăn trối, ông Thám lo lắng. Mẹ ơi, thầy nói cái gì mà nghe dữ vậy? Nhưng thôi, thầy đã xác định được là phải đi tới đâu mới gặp được nó chưa? Thầy que nhìn về một hướng xa xăm, ông đáp: bên trong Trần U Minh đó. Trời đất ơi, thầy chắc chứ? Bước vô đó thầy chưa đối mặt với con ác linh thì đã chết với đám thú dữ trong trống rồi đó. Thật ra con ác linh đó đã biết tôi dùng ẩn chú lên người của thằng Tư, cho nên mới cố tình trốn sâu vô trong rừng như vậy để mà tôi khó bề truy đuổi. Mà anh Tám cũng đừng bận tâm về chuyện của tôi làm cái gì. Bây giờ chỉ còn ân oán giữa tôi với con ác linh đó thôi. Mọi sự đều không liên quan tới bà con, đặc biệt là anh. Lúc này đang mệt mỏi cái chuyện đất đai lúa thóc, đừng quá lo cho tôi. Biết có nói gì thì cũng không ngăn được chuyện thầy que quyết định tiến sâu vào chốn rừng U Minh. Ông Tám lắc đầu nhăn mặt đáp: ma quỷ thì tôi cũng thấy nhiều rồi, mà chưa gặp cái loại nào mưu mô tinh tranh như con ác linh này. Tôi biết thầy đã quyết thì sẽ làm. Vậy chừng nào thầy đi, để tôi chuẩn bị cho một cái xuồng nhỏ. Chứ vô trong rừng không có xuồng làm sao mà di chuyển chứ? Ông Tám vừa dứt câu thì Hai Toàn từ phía sau lưng cất giọng: Để con đi với thầy. Cả hai ông già bất ngờ quay nhìn lại phía sau là Hai Toàn. Ông Tám cũng vỗ đùi đồng tình: Ha, để thằng Hai nó đi với thầy đi, chí ít thì có nó cũng đỡ đó. Chứ một mình thầy đi vô đó, lỡ đi ngang cái đoạn nào nước nông, một mình in sao kéo nổi cái xuồng chứ? Thôi không được đâu, chuyện đồng án ở nhà anh còn chưa xong tới đâu hết. Để Hai Toàn nó đi á thì ai phụ anh đền Tâm? Chưa kể chuyến này đi chưa chắc gì tôi quay về được, nguy hiểm trùng trùng. Thôi không được đâu. Hai Toàn nghe thầy que nói vậy thì lại càng muốn đi cùng hơn. Bởi lẽ anh là người ở đây, cho nên biết rõ đi sâu vào trong rừng đó là nguy hiểm đến như thế nào. Cho dù thầy que có tài phép đến đâu thì khi đối mặt với xấu, với hùm cũng vô dụng cả thôi. Đoạn Hai Toàn tiến đến, ngồi xuống cạnh thầy que, giải thích nhỏ nhẹ: Thầy à, con biết là thầy sợ con gặp nguy hiểm, nhưng mà thầy yên tâm đi. Sức con cội cội vậy nè, lại còn nhanh nhẹn nữa. Nếu như mà có gặp ông 30 đi nữa đó thì con cũng giật chết được. Còn chuyện con ác linh thì khi nào tới đó, con nép qua một bên để cho thầy đối phó với nó là được rồi chứ gì. Ông Tám ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với những lời đứa con mình vừa nói ra. Thằng Hai nó nói phải đó thầy. Thôi cứ vậy đi, để nó với thầy đi tôi cũng an tâm hơn. Quyết định vậy đi nha. Thôi được rồi, nhưng mà nhớ, lúc thầy đối đầu với con ác linh tuyệt đối không được xông ra. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, còn nhớ chưa? Con biết rồi. Vậy để con về chuẩn bị trước đồ đạc, chứ còn báo cho Trang biết nữa. Ông Tám dè môi nhìn Toàn: Chị, bài đặt báo cho nó. Nửa cưới xong bày chắc tối ngày chỉ biết có con vợ. Bỏ cái thằng già này chết chủ không ai lo quá. Mọi người xung quanh bên cánh đồng đêm lúc này nghe ông Tám nói thì súm nhau mà cười chọc Hai Toàn. Có vài ông bác cũng trêu ghẹo: Ê, vậy anh Tám anh coi á, anh kiếm một cái bà nào cưới luôn một thể với thằng Hai đi anh, khỏi phải sợ cô đơn. Chà, mèn ơi, xứ mình có bà nào cỡ trạng ổng đâu mà cưới. Nữa mà mấy cái con trai của ổng lấy vợ hết đó, thì đừng có kêu ông Tám tuôn nữa nha, kêu ông Tám cô đơn đi.
Ông Tám cũng cười lớn tiếng rồi lên giọng nói: "Chà, mấy bà trẻ trẻ ngoài chợ khoái tôi muốn chết đó. Tại hồi trước tôi lỡ hứa với bà nhà lúc mất đó là không có bước thêm bước nữa thôi. Nam nhi đại trượng phu, mình phải biết giữ lời phải không?" Thấy hàng xóm đang trêu đùa, ông Tám cũng nhanh trí hùa theo cho vui vẻ, để mong giảm bớt sự mệt mỏi sau nhiều giờ lao động vất vả. Tiếng cười ha hả ở ngoài đồng đêm cứ vậy mà vang lên. Trong thoáng chốc, họ cũng tạm quên đi cái cực nhọc mà người nông dân miệt thứ hàng ngày phải gánh vác trên vai. Một lúc sau thì hai Toàn về nhà. Phía sân sau nhà ông Hai Chức là bóng dáng của anh và Trang đang ngồi tựa đầu vào nhau mà tâm sự. Nói về Toàn và Trang, hai người họ ở cạnh nhau nên từ nhỏ đã có cảm tình gắn bó. Thời gian trôi qua thì hai nhà hàng xóm càng ngày càng thân thích, khiến cho đôi trai gái cũng chẳng khó khăn gì mà trở nên gần gũi. Rồi họ mến thương nhau lúc nào chẳng hay. Gần đây lại được cả ông Tám và ông Hai đồng tình chuyện cho họ qua lại, càng làm cho Toàn với Trang thêm ngập tràn sự hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Trang à, ngày mai anh phải theo thầy que vô trong rừng tràm á một chuyến, chắc mấy bữa mới về lần đó. Ủa, sao tự dưng hai người đi vô trong đó làm cái gì? Thì có liên quan tới vụ bốn cái xác chết hôm bữa đó em. Nghe thầy nói á, là lần này đi để giải quyết cái chuyện đó cho nó tận gốc. Còn anh phải theo thầy là gì trong rừng em biết mà, thú dữ nhiều vô kể, đi lại nó cũng khó khăn. Để thầy đi một mình làm sao mà được. Trang biết rõ cả nhà ông Tám ai cũng kính nể lẫn quan tâm tới thầy que như một người trong gia đình, thế nên cô cũng chẳng dám khuyên Toàn đừng đi. Trang nhìn Toàn bằng đôi mắt long lanh rồi cô nói: Em hiểu rồi, anh với thầy đi đường phải thiệt là cẩn thận. Mà tự dưng không hiểu sao em thấy lo quá. Em cứ yên tâm đi, anh mạnh khỏe như vậy, lại thêm có thầy que bản lĩnh một thân đi cùng nữa, làm sao có chuyện gì được chứ. Hai Toàn vừa dứt câu thì bỗng ở phía sau anh có một giọng cười khe khẽ phát ra, lúc thì rõ, khi thì lại ngắt quãng, như thể có người dùng tay bịt miệng lại để mà nhịn cười. Giống bản tính gan dạ, Toàn vội đứng dậy nhìn giáo giác, anh quát lớn: "Ở đó!" Nhưng đáp lại Toàn lúc này chỉ là một không gian im lặng của màn đêm, chỉ có tiếng ếch nhái văng vẳng phát ra ở khắp mọi nơi. Thấy Toàn phản ứng lạ như vậy thì Trang chợt khẽ rùng mình lạnh sống lưng. Cô vội nấp sau lưng Toàn, giọng run run hỏi: Anh vừa nghe thấy gì hả?" Chắc anh nghe lộn thôi. Tôi ngoài này sương xuống lạnh rồi, em đi vô nhà đi để bệnh đó." Lúc này đây thì tiếng cười ban nãy lại tiếp tục vang lên. Lần này thì nó không còn bị ngắt quãng nữa, mà rõ tới mồn một. Và cho tới lần này thì hai Toàn biết rõ cái giọng cười đó là của ai. Toàn liền tiến tới góc giữa cách đó mấy thước, nơi cái giọng cười kia đang phát ra, rồi cất tiếng quát: "Nè, thằng Tí với thằng Tánh, tôi đập gãy giò tụi bây giờ, dám rình anh mày hả?" Lúc này ở phía sau góc giữa, Tí và Tánh biết đã bị ông anh mình phát hiện ra, liền vội tháo chạy cấp tốc. Hai người chạy được một khúc vẫn không quên quay lại trêu chọc Toàn: "Trời ơi, em vô nhà đi, xương xuống là bệnh đó." Trang lúc này mắc cỡ tới độ đỏ hết cả mặt, nhưng miệng vẫn hiện lên một nụ cười vui vẻ. Toàn quay sang nói dỗ với người yêu: "Thôi em vô nhà đi, khuya lắm rồi, để anh đuổi theo hai cái thằng quỷ sống đó cho tụi nó một trận." Nói xong, Toàn cũng vội phi theo hướng của Tí và Tánh vừa chạy, nơi mà vẫn còn phát ra cái tiếng cười nghịch ngợm của hai anh em. Đêm hôm ấy trôi qua một cách bình yên. Tiếng hò treo ngoài đồng của nhóm người trong làng đang giả lúa, tiếng cười đùa của anh em nhà hai Toàn, tiếng dế kêu lên trang trét khắp nơi. Những âm thanh đó hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí ấm cúng đến kỳ lạ, làm cho người dân ở đất nọc nạn này có được những giây phút ấm lòng, bình yên.
Khi mà trời còn chưa sáng hẳn, bóng dáng của thầy Que và hai Toàn đã vội vã bước xuống chiếc xuồng nhỏ, tiến sâu vào rừng U Minh. Vẫn như mọi khi, hành trang của thầy Que chỉ là một cái tay nải thô sơ, gói gọn tất cả những thứ mà ông cần. Còn Toàn thì thủ sẵn một cây mát giót, trên tay cũng mang theo cây nỏ mà hôm trước đã dùng để hạ con khỉ tinh, phòng khi có việc cần dùng. Men theo nhiều khúc mương lớn nhỏ, phải rẽ rất nhiều lần thì họ cũng tới được bìa rừng. Trải dài hai bên chiếc xuồng là một hàng cây dài bạc ngàn men theo con nước. Những giọt sương tí tách đang rơi, những con cò trắng, cò đen bay mịt mù trên bầu trời, kéo nhau đi kiếm ăn cho ngày mới, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thô sơ hoang dã nhưng đẹp tới lạ lùng. Tuy là hai Toàn ở đây cũng đã lâu rồi, nhưng khi chứng kiến một ngày mới dần bừng lên ở phía rừng này thì cũng khiến cho anh có một cảm giác mới lạ và chút phấn khởi. Mải mê ngắm cảnh khiến cho tâm hồn của Toàn nhẹ nhõm hẳn đi. Quay về hướng mũi thuyền, Toàn nhìn thầy Que rồi cất tiếng. Ừ mà thầy à, từ cái bữa con đánh chú Đương ngất xỉu á, vì ổng bóp cổ thằng Tư, sau khi tỉnh lại ổng hết khùng luôn hay sao đó thầy? Phải rồi, bởi vì con ác linh kia không thể giữ được một lúc quá nhiều hồn phách nên mới lấy đi hồn của thằng Tư. Nó phải trả lại hồn phách cho chú Đương bày đó. Toàn lấy tay đẩy mạnh cái xào tre, cho cũng gật gù đáp. Hèn chi, tuy là không còn thấy ăn cơm với cát nữa, nhưng mà ngày nào ông cũng khóc rồi ra mộ thằng Thâm ngồi hết á. Con nghe bà con nói lại vậy đó. Tuy là thầy không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì với gia đình của họ, nhưng mà để cho con ác linh kia tìm đến thì hẳn trong nhà đó phải có người mang ấm ức hoặc là tà niệm rất lớn đó. Kiểu như có giả tâm phải không thầy? Phải rồi. Không chỉ là vậy mà còn phải có cảm xúc cực kỳ tồi tệ. Cảm xúc tiêu cực chính là thứ mà con ác linh đó muốn nhất. Trước đó ở nhà thằng Đương đó, con có biết được là ai là người giống như vậy không? Toàn ngẫm nghĩ một chút rồi thốt lên. À, vậy chắc là thằng Tâm rồi đó thầy. Chỉ có nó thôi. Hồi lúc con có nghe được á, là thím Tình bà hay đánh nó rồi chửi nó nữa, thì thầy biết mà, vì ghẻ con chồng ở chung với nhau dễ gì mà không có chuyện. Đằng này lại thêm chú Đương ông đi buôn bán tối ngày, đâu có nhà thường xuyên đâu. À, có lẽ là vậy rồi. À mà còn một chuyện nữa, có phải hồi còn sống đó, bốn cái thi thể là bốn đứa nhỏ đều rất hay là trêu ghẹo thằng nhóc Tâm phải không? Có đó thầy. Cái đám đó nó quậy dữ lắm. Đừng nói là thằng Tâm, mà lúc sau này khi chú Đương ông khùng khùng điên điên, tụi nó cũng hay ghẹo ổng tối ngày. Ê, không lẽ ý thầy là bốn đứa nó chết là do thằng Tâm cố ý trả thù sao? Ừ, có lẽ khi sống thằng nhỏ đã kìm nén những cảm xúc tiêu cực rất là nhiều, trong khi bản thân lại không thể nói chuyện hoặc là giải bài với ai, khiến cho uất hận trong lòng mỗi ngày một tích tụ. Để mà con ác linh nó dễ dàng dẫn dụ, chuyện gì xảy ra thì bay cũng thấy rồi đó. Thầy Que đưa đôi mắt đượm buồn của mình nhìn về nơi xa xăm một hướng. Thầy lại thở dài nói. Nhưng mà để nói đến cội nguồn của sự việc cũng là lỗi của ta. Năm xưa chỉ vì một chút háo thắng mà hại chết không biết bao nhiêu người. Cho dù có sống được bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa đó, có lẽ thầy cũng không thể giải hết nghiệp của mình đâu. Hai Toàn cũng chẳng biết nói gì hơn. Anh nheo mắt về hướng bờ vai gầy guộc của thầy mà xót thương thay cho một con người tội nghiệp đã bị chính lương tâm của mình giày vò suốt mấy chục năm trời ròng rã. Sợ nhắc đến chuyện cũ khiến cho thầy Que càng thêm buồn cảm, hai Toàn liền đánh sang chuyện khác. À, đi sáng giờ chắc mệt dữ thầy ha. Hãy tấp kè vô mé mương á, tránh nắng chút nghe thầy. Con có đem theo cần câu nè, tiện kiếm mấy con cá nướng ăn chơi.
Thầy que đưa tay lên bấm độn, rồi thầy gật đầu. Ờ, cũng được. Ký túc của con ác linh còn khá xa, cũng không hấp tấp được đâu. Con cứ cho ghe vô nghỉ ngơi đi. Trở lại cánh đồng của nhà ông Tám, lúc này ba Tí cùng với Út Tánh đang giúp ba mình gom lúa thành một đống lớn để tiện bề đông đo. Công việc cũng chẳng còn gì nhiều, vậy nên chỉ còn lại ba Tí con ông phụ trợ nhau mà làm thôi. Bà con lối xóm thì cũng đầy việc đồng án, cho nên hôm nay không có ai tới giúp. Ba người họ đang ngồi nép mình vào trong một gốc cây lớn ở giữa đồng để tránh nắng và uống nước, thì bỗng bóng dáng của thằng Mười Móm từ xa chạy bạt mạng về phía họ, nét mặt lộ rõ sự hốt hoảng. Nó thở hổn hển trước mặt ông Tám, miệng lắp bắp: Không xong rồi bác Tám ơi, tôi du công ngoài chợ lại kéo vô nữa rồi kìa. Cả nhà ông Tám liền đứng sọc lên, lộ rõ sự tức giận. Mẹ nó, cái đám chó này không chịu để yên cho nhà tao mừng ăn mà. Lần trước bị thằng Hai nó đánh cho vậy còn không sợ hay sao? Lần này vô đây tao đánh còn nặng hơn thằng Hai nữa cho coi. Mười Móm xua tay tiếp lời ông Tám: Trời ơi, lần này không có dễ ăn vậy đâu bác. Con thấy đi theo tụi nó còn có Hương Chánh Tổng nữa, rồi thêm hai thằng cò tay dắt theo cả súng ống hẳn hôi, có bộ là để trả thù cái vụ anh Hai Toàn đánh tụi nó bữa đó. Nghe vậy, ông Tám lẫn Tánh và Tí đều nhăn trán. Họ nhìn nhau lộ rõ sự lo lắng, vì họ biết rõ nếu có bọn cò tay nhúng tay vô thì mảnh đất xương máu của họ kiểu gì cũng bị bọn chúng cướp cho được là cái chắc. Đoạn, ông Tám gằn giọng hỏi thằng Mười: Nè, mày có chắc tụi nó kéo vô đây không Mười? Trời ơi, chắc mà. Cái lúc ở ngoài chợ á, con nghe tụi nó nói lần này anh Hai Toàn mềm thay với tụi nó nữa mà. Với lại trong làng mình hiện giờ, ngoài nhà bác có hiềm khích với tụi nó thì còn có ai nữa đâu. Thấy ba mình lộ rõ sự lo lắng cùng tức giận, bà Tí đứng bên cạnh vỗ vai ông mà nói: Thôi bây giờ mình về nhà trước đi thế, rồi kêu bác Hai chức qua phụ tìm cách giải quyết, chứ đầy lo lắng hoài cũng có được cái gì đâu. Thấy lời Tí nói cũng phải, bọn họ liền kéo nhau về nhà, rồi kêu người hàng xóm thân nhất của ông Tám là ông Hai chức sang phụ tìm cách giải quyết. Nhưng ngồi xúm lại với nhau gần cả tiếng đồng hồ, bọn họ vẫn chẳng nghĩ ra cách gì tốt. Đoạn ông Hai chức nói: Tôi thấy bây giờ như vậy, anh Tráng nhìn tụi nó một cái đi anh Tám à, đợi thằng Hai Toàn về rồi tính sau. Chứ bây giờ mà cương với cọ tay, khác gì mình lấy trứng chọi đá đâu anh. Cái thằng Bả Lương đó, tiền lẫn thế đều hơn hẳn tụi dân đen mình, cương với nó là chết chắc đâu anh. Ông Tám cũng biết rõ là như vậy, nhưng bây giờ nhìn thì chẳng khác gì ông Hai tay dân hiến miếng đất xương máu mà mình và ba đứa con dạy công khai phá. Nhưng nếu không nhịn thì ông có thể làm gì đây? Ông Tám đập mạnh tay xuống bàn, giọng ấm ức nói: Sao mà ông trời lại bất công như vậy chứ? Sống ở gần chợ thì bị tụi điền chủ nó bóc lột, làm tôi làm tớ mãi chẳng thể ngóc đầu lên được. Bỏ trốn về tận xứ miệt này, bao nhiêu năm cha con tôi cực khổ mới có được miếng đất riêng, thoát khỏi cảnh tồi tớ. Vậy mà tụi nó cũng không tha, vẫn mò tới đây mà bóc lột. Mẹ nó! Ông Tám chửi lớn như muốn trút bỏ sự ấm ức bấy lâu nay, nhưng nào có được. Cả đời ông khổ cực một mình nuôi ba đứa con khôn lớn, đến lúc ở cái tuổi sắp gần đất xa trời như bây giờ, tưởng chừng như cái khổ đã sắp qua, thì cái khó lại ở đâu tìm tới, ập một lần nữa vào gia đình của ông. Ngồi bên cạnh, Tí và Tánh cũng ấm ức không kém gì ba mình. Út Tánh nói với giọng bực dọc: Phải chi bây giờ á, anh Hai không có nhà là tụi này miệng xương cho ông hết rồi. Trời ơi, mày không có biết là cò tay tụi nó có súng hay sao? Hai Toàn thì Hai Toàn chứ, nó có khỏe mạnh tới cỡ nào á cũng đâu có hơn được súng ống, hơn được thế lực của tụi cò tay đâu. Ông Hai chức vừa dứt câu thì giọng của đứa con gái ông từ bên ngoài vang lên, có phần hốt hoảng: Tía ơi, bác Tám ơi, tới rồi, bọn cò tay với du côn á kéo tới ngoài đồng rồi,
Tụi nó đang xúc lúa của bác Tám ở ngoài kìa. Vừa nghe tới đó, cả nhà ông Tám liền đứng bật dậy, tay người nào cũng nắm chặt lại, nổi hết gân ra bên ngoài. Ông Hai Chức bên cạnh nhìn mà sợ rằng họ nóng quá mà gây ra chuyện lớn, liền nhỏ giọng khuyên can: "Nè, bình tĩnh lại anh Tám. Bây giờ tôi với anh ra ngoài nói chuyện thử với tụi nó coi sao. Đừng có giận quá mà mất khôn đó." Ông Tám nghe lời khuyên của ông Hai, chẳng để tâm chi cho lắm. Ông đáp với giọng bất cần: "Anh nghĩ mình có thể nói chuyện với cái đám đó hay sao? Chuyện tới nước này rồi, không làm tới cùng, tụi nó sẽ mãi lấn ép mình thôi anh Hai à." Rồi quay sang hai đứa con, ông tiếp tục: "Tụi bay qua bàn thờ, thắp cây nhang cho ông bà tổ tiên đi, coi như báo hiếu lần cuối. Lỡ mà có chuyện gì, xuống dưới mình còn có mặt mũi mà gặp ông bà." Suy nghĩ của Tánh và Tí lúc bấy giờ cũng chẳng khác gì ba mình. Bởi lẽ họ biết, nếu như mà còn khoanh tay nhìn cái bọn kia cướp đi miếng đất, thì cuộc sống sau này của họ chẳng khác gì trâu chó, mãi làm tôi tớ cho bọn có quyền thế mà thôi. Nghe lời ông Tám, Tánh và Tí liền đứng dậy, dứt khoát hướng về bàn thờ, thành tâm thắp nhang, như thể đó là lần cuối cùng họ đốt lên cho ông bà tổ tiên vậy. Đứng một bên nhìn thấy sự cương quyết của gia đình ông Tám, ông Hai Chức cũng chẳng biết làm gì hơn. Lúc này ông cất tiếng, giọng bất lực: "Được rồi, nếu đã tới như vậy, tôi với anh xưa giờ như anh em ruột thịt. Một lát ra ngoài đó mà có chuyện gì, tôi cũng sẽ sống chết với tụi nó. Còn con Trang, một lát bay ở nhà bác Tám, coi chừng thằng nhóc Tư đệ tử của thầy que đi. Đừng có đi theo ra đó biết chưa. Bay mà có chuyện gì á, tao biết ăn nói sao với thằng Hai đây." Dạ, con biết rồi. Mà mọi người nhớ cẩn thận nha. Sau câu nói đầy lo lắng của Trang, ông Tám, ông Hai, Tí và Tánh, bốn người bọn họ hì hục kéo nhau chạy ra động. Trên tay ai nấy cũng đều nắm chặt một cây mác bén ngót, sáng hới. Thấy nhóm người bọn họ đã đi được một lúc, bây giờ Trang mới nhìn sang Mười Mớm, vẫn còn đứng lóng ngóng. Cô nói: "Mười à, em có làm gì không? Chỉ nhờ mần chút chuyện." "Không chị, có chuyện gì không chị?" "Em ở lại đây coi giùm thằng nhóc giùm chị đi. Chị chạy theo ba coi làm sao, chứ chị lo lắm." "Ừ, em cũng tính chạy theo họ coi làm sao, mà nãy nhìn thấy mấy cây súng của hai thằng cò tay á, sợ quá cho nên không dám." "Thôi được rồi, chị đi, để em ở lại cho." Về phía nhóm người ông Tám, lúc này đã ra tới ngoài đồng, chứng kiến đám du côn đang chuẩn bị chuyển lúa của mình đi. Bọn họ liền xông vô. Ông Tám quát lớn: "Tụi mày bỏ lúa của tao xuống liền, đứa nào dám lấy tao chém chết mẹ đó." Đáp lại ông Tám lúc này là hai tên cọ tay cao lớn, trên tay chúng vác theo loại súng trường đặc trưng của lính Pháp. Bọn chúng xô ông Tám té ngã ra phía sau, rồi chỉ súng vào mặt ông, xì xào mấy tiếng mà ông Tám không sao hiểu được. Thấy ba mình bị té ngã, Tánh và Tí nóng ruột tiến đến hai bên thằng cò tay, tay vùng cây mát sáng hới, làm cho bọn chúng e dè lùi về phía sau mấy bước. Tí chửi lớn: "Cái đám chó đẻ, tụi mày dám cướp lúa nhà tao, tao sống chết với tụi mày đó." Lúc này từ phía sau hai tên cò tay bước ra một người đàn ông cứng tuổi. Ông ta mặc một bộ áo dài đen tuyền, quần trắng, chính là Hương Chánh Tổng. Hắn ta vuốt chậm râu trên cằm, rồi đáp lại ba Tí với cái giọng ẻo ẹt khó chịu: "Lúa nào là nhà của tụi bay? Tụi bay tự ý trồng trọt trên đất của ông Mã Lương. Ông không cho quan công cổ tụi bay lại là hên lắm rồi. Ở đâu mà sống chứ chết. Kệ mẹ tụi nó, tụi bay cứ chuẩn bị mang hết số lúa này về. Có hai ông tay ở đây, tụi nó làm loạn á, bắn lũng sọ hết." Nghe Hương Chánh Tổng nói mà lửa giận trong lòng ông Tám sục sôi. Ông ngồi bật dậy, dùng hết sức bình sinh lao tới tên Hương Chánh, rồi vung cây mác chém thẳng vào hắn, trong sự bất ngờ của mọi người.
nhưng tên cò tay đứng bên cạnh nhanh hơn ông Tám rất nhiều. Hắn giơ cái chân dài thượt của mình lên, đạp ông ngã về phía sau thêm một lần. Tên Hương Chánh lúc này cũng hốt hoảng trước sự máu lửa của gia đình ông Tám mà sợ xanh cả mặt. Hắn ta mất mấy giây định thần trở lại, rồi chỉ tay về hướng ông Tám mà quát lớn: "Mẹ cái thằng Tám Tùng, mày dám chém cả tao sao? Bắn, bắn chết mẹ nó!" Một tiếng đoạn phát ra. Hương Chánh tổng vừa dứt lời, tiếng súng vang lên nhói cả tai từ phía tên cò tay. Ông Tám lúc này trố mắt nhìn xuống ngực của mình, thì thấy một lõm máu tươi đang lan ra khắp người. Đôi mắt ông lộ rõ ra những sợi chỉ máu, đăm đăm nhìn về hướng tên Hương Chánh. Một vài giây sau, ông gục đầu xuống chết tức tưởi. Đôi mắt ông Tám lúc chết đi vẫn mở toang không nhắm lại được. Chứng kiến thấy cảnh ba mình chết ngay trước mặt, Tí không kịp làm gì. Anh quay sang nhìn ông Tám mà đôi môi run run, tay siết chặt cây mát, nghiến răng lên ken két. Cơn cổ của Tí nổi lên cuồn cuộn, rồi quay sang tên cò tay vừa bắn ba mình, như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Thằng tay như cũng đoán được ý định trong đôi mắt giận dữ của Tí, hắn chĩa súng về phía anh, lộ ra một chút e dè, chân bất giác lùi về phía sau. Nhưng lúc này đây, ba Tí nào có sợ mũi súng kia. Sự tức giận hoàn toàn che đi hết nhận thức cơ bản. Anh giơ cây mát lên cao, chém thẳng vào tên cò tay, miệng chửi lớn: "Thật chó đẻ!" Lại một tiếng súng nữa vang lên. Sức người có nhanh, có khỏe đến như thế nào đi chăng nữa, khi đứng trước mũi súng của bọn lính Pháp đều trở nên bất lực. Cũng như tiếng của mình ban nãy, ba Tí nhận ngay một viên đạn vào ngực từ tên cò tay, rồi gục chết ngay tức khắc. Chứng kiến thấy cảnh ông Tám và Tí lần lượt bị bọn tay bắn chết gục đi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho ông Hai Chức và Úc Tánh lúc bấy giờ vẫn chưa dám tin vào mắt mình. Đặc biệt là Tánh, anh trố mắt nhìn vào dòng máu đang tuôn ra từ ngực của anh trai và Tía. Cổ họng của Tánh như có thứ gì đó nghẹn lại. Úc Tánh cũng như anh mình, siết chặt cây mát vào tay, rồi dốc hết sức mà lao tới. Lại thêm hai tiếng nổ đi đoạn phát ra. Tánh sượng lại một nhịp trước mặt bọn Pháp. Anh nhìn xuống bụng mình, nơi có hai dòng máu đỏ đang lan ra khắp cả cái áo bà ba nâu đã bạc màu vì sương gió. Úc Tánh cũng dần cảm nhận được cơn đau ấy. Cơn đau chỉ vừa mới đây thôi, Tía và anh ba của mình đã phải nếm trải. Nhưng Tánh không gục xuống, tay vẫn siết chặt cây mát giót, như thể chẳng có thứ gì có thể làm cho nó lay chuyển được. Tánh bừng bừng sát khí nhìn về phía hai tên cò tay, chúng đang hốt hoảng trỏ ra mặt. Chứng kiến thấy một người nhận hai viên đạn vào bụng nhưng vẫn chưa gục ngã. Không những vậy mà trên đôi mắt người đó vẫn hừng hực sát khí, làm cho hai tên cò tay cuống cuồng chẳng kịp nạp đạn vào súng. Một tên nhanh chân lùi ra khỏi xa tầm cây mát của Tánh. Tên còn lại do quá run sợ mà té ngã nhào xuống đống lúa ở phía sau. Ngay lúc này, Úc Tánh dồn tất cả sức lực cuối cùng, nhảy thẳng vào hắn, giơ cao cây mát sáng lóe lên. "Chết đi, lũ chó!" Cây mát nhọn quắc của Tánh đâm xuyên thẳng qua tim tên cò tay, khiến cho hắn chết ngay lập tức, chẳng kịp ú ớ câu gì. Trên gương mặt của hắn ta lúc chết vẫn hiện rõ ra một sự kinh hãi tới tột cùng. Có lẽ hắn đã nhìn thấy được một khí thế mạnh mẽ đến đáng sợ của bà con nông dân nơi đây. Về phần Úc Tánh, sau khi dồn hết sức cho nhát đâm vừa rồi, anh cũng gục chết ngay trên người của tên lính Tây độc ác. Ông Hai Chức nhìn thấy được sự ngoan cường của gia đình Tám Tuôn, một người bạn như anh em ruột thịt của mình. Lúc này đây ông cũng chỉ muốn một chém mà giết hết lũ kia, lũ quan tham bóc lột dân đen. Tranh thủ lúc bọn chúng còn đang cuống cuồng lôi xác Úc Tánh ra khỏi người tên Tây,
Ông hai phi nhanh tới tên Hương Chánh Tổng, giơ cao cái mát mà chửi: "Mạng của thằng Tây chó đó là mạng, còn mạng của nhà Tám Tuôn không phải là mạng hay sao? Thằng Chánh, tao chặt đầu mày, tế gia đình anh Tám." Chánh Tổng thấy ông hai hừng hực sát khí thì sợ xanh cả mặt. Hắn vội bỏ chạy đến sau lưng tên cò tay còn lại, rồi quýnh quán nói: Bắn nó đi." Tên cò tay vẫn còn chưa hết hốt hoảng, chẳng thế nào gài đạn kịp cây súng trường. Hắn vội vứt cây súng sang một bên, rồi lấy từ bên hông ra một cây súng nhỏ, chĩa thẳng về hướng ông hai, liên tục nổ súng. Sau những tiếng súng nổ liên hồi, ông hai gục xuống đất ngay lập tức. Cùng lúc đó là đứa con gái của ông chạy tới. Đứng ở xa thấy tía mình bị tên tay liên tục xả súng, cô bước ngắn bước dài, té lên té xuống chạy về hướng của ông. Nước mắt của Trang lúc này tuôn rơi ra không ngớt. Khi Trang chạy đến bên cạnh tía mình thì ông ấy chỉ còn là một cái xác không hồn. Còn bọn người của Chánh Tổng đã kéo xác tên tay kia bỏ đi được một đoạn. Ngã quỵ xuống bên xác của ông hai chức, Trang đau đớn tột cùng khi chứng kiến lần lượt những người thân, hàng xóm thân thích mới lúc nãy đây thì vẫn còn, bây giờ chỉ là những cái xác lạnh tanh. Cô gào khóc trong tuyệt vọng, rồi lấy cây mát từ trên tay ông hai, chạy đuổi theo đám người Hương Chánh Tổng trong một cơn vô thức. Dẫu biết rằng thân là nữ nhi, sức yếu vai mềm, nhưng làm sao cô có thể đứng im mà nhìn bọn cướp ngày kia giết người thân của mình rồi bỏ đi dễ dàng được chứ? "Quân giết người, trả mạng lại đây, quân cướp cổ giết người." Tên Chánh Tổng lúc này quay lại nhìn Trang mà vô cùng gai mắt, chối tay bởi những lời lẽ chửi rủa của cô. Hắn chỉ tay về phía Trang rồi nói: "Giết con nhỏ nó luôn đi, để nó la một hồi á, tụi dân làng bu lại đây là chết cả đám đó." Những tên lính Pháp quả thực mà nói xem mạng người Việt như cỏ rác vậy thôi. Chỉ một câu của tên Chánh Tổng, hắn ta chẳng ngại ngần chĩa mũi súng vào Trang rồi thẳng tay bóp cò. Tiếng súng vừa lúc vang lên cũng là lúc mà Trang ngã sắp xuống, máu từ bụng của cô tuôn ra ướt cả nền đất. Lúc này ngoài cơn đau đang chạy dọc khắp người, Trang còn mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của mình và Toàn đang tựa đầu vào nhau, cười nói bên hiên nhà. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, Trang vẫn cố thì thầm ra miệng một câu: "Anh hai, em xin lỗi." Trước đó một lúc, sau khi thấy Trang bỏ chạy theo nhóm người của ông Tám được ít lâu, thằng Mười Mớm cũng nghe được ở hướng ngoài đồng liên tục phát ra những tiếng súng ớn lạnh tới gai người. Đoán chắc có chuyện chẳng lành, Mười bóp bụng bỏ thằng nhóc Tư nằm đó một mình rồi phóng chạy đi kêu dân làng tới giúp đỡ. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Khi Mười cùng bà con kéo tới nơi thì chẳng còn lại gì ngoài xác của gia đình ông Tám và ông Hai. Chỉ một mạng của tên cò tay đổi lấy 5 mạng người dân lương thiện, một cái giá quá đắt mà vốn dĩ phận người nông dân của bà con ta thời đó phải đánh đổi với cái giá như vậy. Người dân làng Phong Thạnh lúc bấy giờ đứng trước 5 cái thi thể kia mà không giấu được sự xót thương lẫn tức giận. Nhìn xác những người nông dân lương thiện đang phơi thây, giọt máu đào thấm đỏ cả đất, ai nấy cũng đều lộ rõ sự căm phẫn trên khuôn mặt. Cả thôn làng bình yên bỗng chốc trở nên đau thương đến tột cùng. Những con người anh dũng dám chống cự lại đám tham quan sẽ mãi được người đời ghi nhớ.
Thêm một buổi chiều tà nữa, lại sụp xuống cánh rừng u minh bạc ngàn trọng lớn. Dưới những tảng mây tím của hoàng hôn lúc này là đám cò đang bay về tổ mịt kín cả bầu trời. Tiếng chim kêu, tiếng khỉ hú vang vọng lên như một buổi chợ chiều nhộn nhịp của muôn thú nơi đây. Dưới cảnh rừng thâm u khi đêm sắp về, tưởng chừng như chẳng có ai dám bén mạng vô, thì thầy Que và hai Toàn vẫn lặng lẽ âm trầm trên chiếc xuồng nhỏ mà thẳng tiến sâu vào rừng u minh. Hai Toàn nhìn giáo giác xung quanh như thấy trời bắt đầu sập tối, anh nói với thầy Que: Hết thấy đường rồi thầy ơi. Kế bên kia con thấy có một cái ổ đất khô ráo kìa. Hay là mình cột xuồng lại đó nghỉ ngơi nghe thầy. Chỗ đó được đó, cao vậy không sợ xấu dữ. Chống xuồng qua đó đi con. Toàn chống mạnh xuồng về hướng cái ụ đất kia. Anh vừa chống vừa nói: Không biết sao mà từ trưa tới giờ á, con cứ thấy trong người nóng nóng, lo lo sao đó. Không biết ở nhà xảy ra chuyện gì không nè. Ngồi ở phía trước, thầy Que đưa tay đỡ cái mũi xuồng va nhẹ vào gò đất. Ông bước lên bờ cột sợi dây vào một gốc cây nhỏ, rồi đáp lời hai Toàn: Thầy cũng cảm thấy trong lòng bất an. Mà thiệt cực cho bay quá, sắp cưới hỏi tới nơi rồi, vậy mà vẫn phải đi theo thầy tới cái nơi này mà hành xác. Có gì đâu mà thầy cứ khách sáo hoài. Mà chắc giờ này thầy cũng đói bụng rồi ha. Để con thả câu kiếm gì ăn chơi. Mấy cái chỗ ở đây chỉ có lưỡi câu thôi, là có cái bỏ bụng liền thôi. Hai Toàn dứt lời, chẳng đợi cho thầy Que trả lời mà nhanh chóng bước lại xuống xuồng, dở sạp lên lấy hai cuộn dây nhỏ loại chuyên để thả câu, rồi tiến lại lên bờ, nhìn đau đáu vào mấy thân cây bên cạnh như tìm cái gì đó. Thế là thầy Que lên tiếng hỏi: Ủa, bay tìm gì đó? Mọi câu đó thầy. Đưa mắt tìm thêm một lúc, Toàn bắt gặp một cái tổ nhện gần đó. Anh nhanh tay chụp một con nhện nhỏ tầm một ngón chân út, rồi dò cho nó lại cùng với tơ nhện thành một cục tròn. Toàn nói tiếp: Đây nè, vậy là có mọi câu rồi đó. Thấy cách xử lý của hai Toàn khá là có kinh nghiệm, thầy Que buộc miệng khen: Trời, nhanh trí đó. Chắc nhờ thông minh vậy mà con Trang nó mới khoái mày mê mệt nha. Thật, thầy cứ chọc con hoài à. Tiếng cười của hai người vang vọng cả một vùng rừng đang yên ắng. Hai Toàn thả cái lưỡi câu của mình vừa móc xuống cạnh cái lái xuồng. Anh nằm dài ra sạp, rồi ngước lên nhìn bầu trời. Hai Toàn im lặng một lúc, rồi nói: Hồi trước con với Trang á, hay hò đáp nhau lắm. Cậu khoái hò, con cũng mê nữa, cho nên mới dễ sinh tình cảm vậy đó thầy. Vậy thì hò gửi vào gió, để gió mang câu hò về nhà cho ý trùng nhân đi chứ. Hai Toàn cười gãi đầu, im lặng ngước lên nhìn trăng trên đầu một lúc, rồi cất lên một câu hò ngọt liệm: Nhân sinh số kiếp vô thượng, trần xanh nước đỏ, trăm vàng hiểm nguy. Câu hò văng vẳng lên cả một khung trời. Cánh rừng lúc này đã phủ một màn đêm đen kịch xuống khắp nơi, chỉ lóe lên ngọn đuốc nhỏ mà thầy Que và Toàn ở góc này. Gió hiu hiu thổi qua từng tán lá, làm cho hai người họ lâu lâu khẽ rùng mình lên vì cơn lạnh. Không gian im lặng chẳng được bao lâu thì bị tiếng ụt nước từ dây câu của hai Toàn phá vỡ. Toàn vội ngồi lên, kéo dây câu rồi hô lớn: Chà, thầy ơi, coi con lươn nó bự ghê nè. Thầy Que đưa tay cầm ngọn đuốc cháy đỏ về phía Toàn, rồi nheo mắt nhìn. Một con lươn to bự chảng, da nó đen bóng đến độ có thể sôi trội cả thân hình người lên trên đó. Thầy Que đáp: Ủa, chỉ với một con nhện lúc nãy mà câu được con lươn bự như vậy, bày lợi hại lắm đó nghe Toàn. Hên thôi thầy ơi. Sẵn có lửa ở đây, con nướng mồi nó luôn rồi mình ăn nha. Lúc nãy thầy bỏ bụng chút lương khô nên bây giờ vẫn chưa đói, con cứ ăn đi. Thầy nằm xuống nghỉ lưng một lát. Hai Toàn nhìn con lươn to gần bằng bắp tay của mình mà không giấu được sự thích thú.
Chẳng ngần ngại, anh mạnh dạn lấy một cành cây đâm thẳng qua họng của nó rồi nhóm lửa mà nướng. Cứ vậy, tối hôm đó hai Toàn được một món ngon cực phẩm ở nơi chốn đất rừng âm u. Vài giờ sau, ngoài tiếng gió ra thì cảnh rừng lúc này im thinh thích đến độ đáng sợ. Không gian nơi đây càng về đêm thì càng u ám như chốn địa ngục trần gian. Thầy Que đang thiêm thiếp ngủ thì bị giọng trên khe khẽ của Toàn nằm bên cạnh đánh thức. Càng nghe, ông càng cảm thấy Toàn có vấn đề. Thầy vội lay lay vai Toàn rồi gọi: Toàn, hai Toàn à, con sao vậy? Nhưng đáp lại thầy vẫn là cái giọng trên khe khẽ của Toàn, nghe vô cùng khó chịu và đau đớn. Biết là có chuyện gì đó không ổn, thầy bèn lấy cây đuốc trên gò đất xuống kiểm tra thân thể của anh. Khi soi ánh đuốc đến mặt Toàn thì thầy liền hốt hoảng thốt lên: Trời đất ơi, sao lại vậy được? Trong ánh sáng mập mờ, thầy thấy ở mép cổ bên trái của Toàn có một vết bầm tím nhô ra bên ngoài. Lâu lâu có thứ gì đó cử động nhẹ ở bên trong vết bầm kia. Xung quanh cái vết bầm còn có gân xanh nổi lên chi chít, nhìn cứ như thể một con ấu trùng làm tổ bên trong da thịt vậy. Phải nhanh chóng phong tỏa độc tố mới được. Thầy lấy từ trong tay nải của mình ra một sắp kim châm cứu, một tay cầm đuốc, tay còn lại cẩn thận châm kim vào xung quanh vết bầm. Là một người tinh thông, thầy Que có thể nhìn rõ huyệt đạo, những nơi cần châm kim vào cũng không khó. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại dưới ánh sáng mập mờ, cộng với chuyện cái xuồng lâu lâu lại lắc lư theo nhịp nước, ông vô cùng khó khăn khi hành sự. Mãi một lúc lâu sau, tập trung hết sức, bây giờ thì xung quanh vết bầm của hai Toàn là chi chít những cây kim châm của thầy Que. Hai Toàn cũng dần mở mắt tỉnh lại, dường như chẳng biết bản thân mình đang bị cái gì. Nhưng Toàn cảm nhận được một cơn đau âm ỉ phát ra ở nơi cổ. Toàn gượng nhìn xuống thì thấy rất nhiều những cái mũi kim châm. Anh hốt hoảng hỏi: Chuyện là sao vậy thầy? Sao cổ con lại... Thầy Que vội lấy cái tay nải của mình lót đầu cho Toàn rồi đáp: Nằm xuống đi con, đừng có cử động. Thầy vừa phát hiện trong cổ của con có độc vật. Thầy đang dùng kim châm để ngăn độc tố của thứ đó chạy đến tim, mà tránh ảnh hưởng tới tính mạng đó. Và đồng thời cũng để cho độc ngấm hết vào kim châm mới có thể lấy ra được. Việc này hơi mất thời gian, con ráng đừng có cử động nhiều, nằm im đi. Độc sao? Nhưng mà con đâu có bị cái gì cắn đâu, từ sáng tới giờ vẫn bình thường mà. Thầy nghĩ là do con lươn hồi nãy con ăn đó, bên trong nó có độc. Hoặc chính là do con nhện mà con dùng làm mồi câu lúc chiều. Chỉ có hai trường hợp đó thôi. Đợi thầy lấy hết độc ra, sau đó ép cái thứ đó ra ngoài thì sẽ rõ thôi. Hai Toàn lúc này cũng ngờ ngợ nhận ra được vấn đề. Anh cố gắng nằm im chịu đau như lời thầy Que căn dặn. Đến mãi sáng hôm sau, thầy Que mới lấy những cái mũi kim châm trên cổ Toàn ra. Lúc này những mũi kim đã chuyển sang một màu đen kịt. Ông nhìn chăm chăm vào đó một lúc rồi khẽ nói: Hiện thời chất độc lấy ra hết rồi, nhưng mà còn một vấn đề nữa. Đó là lấy cái độc vật ở trên cổ con ra ngoài. Chuyện này sẽ đau đớn đó, con phải ráng chịu nghe. Lấy bằng cách nào vậy thầy? Độc vật kia đang ở huyệt nhân nghinh trên cổ của con. Lấy ra chỉ có cách dùng dao mổ, nhưng rạch một vệt trên cổ thì thật sự nguy hiểm. Vậy nên ta sẽ tiếp tục dùng kim ép thứ đó di chuyển xung vai rồi mới lấy ra được. Chuyện đã đến nước này, Toàn cũng chỉ biết nghe theo lời thầy Que. Chỉ trách sao số anh đen đuổi, chứ vì ăn một con lươn mà trước quả vào thân. Lúc này thầy Que cuộn một nắm vải lại rồi đưa cho hai Toàn. Thầy nói: Ngậm thứ này lại rồi cắn răng cố chịu đau nghe. Bởi vì khi độc vật kia di chuyển xuống đó, con sẽ rất là đau đớn. Thầy Que lấy ra một nắm kim châm khác rồi thì thầm một mình: Định phong châm,
không nghĩ là mình sẽ dùng tới kỹ thuật này chứ. Dứt câu, thầy vén tay áo lên rồi lần lượt châm những cây kim nhọn hoắt kia vào cổ của Toàn. Mỗi lần thầy châm kim là cái vết bầm trên cổ của Toàn lại di chuyển xuống một chút, nhưng đồng thời hai Toàn cũng đau điến hết toàn thân. Đúng như lời thầy que liên tục nhắc đi nhắc lại, cơn đau ấy vô cùng khủng khiếp. Hai Toàn cảm nhận được rõ là bây giờ có một con vật gì đó đang di chuyển bên trong cổ của mình. Do bị kim châm ép cho nó phải di chuyển xuống, nên mỗi khi xê dịch là độc vật đó như muốn chống trả với cây kim châm, làm cho hai Toàn đau cắt da cắt thịt. Mãi cho tới gần một tiếng đồng hồ sau thì vết bầm tím trên cổ của hai Toàn di chuyển xuống tới vai. Lúc này thầy que gấp gáp nói: "Ráng lên, một lát nữa thôi là thầy lấy được nó ra rồi." Thầy nhanh tay lấy một cây dao nhỏ sắc bén ở bên cạnh mà mình đã chuẩn bị từ trước, rạch một vết trên vai hai Toàn với độ sâu vừa phải, rồi dùng một lọ nước màu xanh mà thầy lấy từ trong tay áo ra, rắc thứ nước đó vào cái vết cắt đang tuôn máu. Chưa đến vài giây sau thì bên trong vết thương của hai Toàn có thứ gì đó như đang muốn bò ra ngoài. Nó chỉ to độ tầm một ngón chân út, nhưng bị máu của Toàn thấm ướt hết, chỉ thấy một cục nho nhỏ cọ quậy ở bên trong vết thương. Thầy que nhanh tay bóc thứ đó ra, bỏ vào trong một cái lọ. Ông quay sang nói với hai Toàn: "Tốt rồi, đã lấy được nó ra. Bây giờ con nằm xuống sập ghe mà nghỉ ngơi một lát đi, để thầy xem thứ độc vật này có phải như mình đoán hay không." Sau khi phải chịu đau đớn cả đêm, vừa rồi lại bị kim châm của thầy que hành hạ, hai Toàn lúc bấy giờ quả thực chẳng còn chút sức lực nào động đậy trong thể xác nữa. Anh nghe thầy que nói mà cũng chẳng thể gắng miệng trả lời, lập tức nhắm mắt ngất đi sau đó. Về phần thầy que, ông cầm chiếc lò nhỏ đưa lên tầm mắt. Lúc bấy giờ ông thấy bên trong là một con vật tám chân màu xám. Thân thể của nó vẫn động lại đầy màu máu của hai Toàn. Quả thật ở chung rừng sâu chẳng thể nào lường trước được hiểm nguy. Ai mà ngờ được nơi này lại có nhện thực cốt sinh sống chứ. Coi như thằng nhỏ không mất mạng là may lắm rồi. Thầy Phương thẳng vai thở dài trong một hơi, tạm thời đã tai qua nạn khỏi. Lúc này thì cũng mệt mỏi chẳng kém hai Toàn, bởi đã thức cả đêm qua mà cố gắng cứu mạng chàng trai. Bây giờ thầy que cũng ngã người ra nằm ngay bên cạnh Toàn. Ông cố nghỉ ngơi lấy lại sức để còn tiếp tục cho cuộc hành trình chông gai phía trước. Cánh rừng u minh giờ đây đã rộn ràng lên tiếng chim cò, tiếng khỉ đung đưa chuyện cây qua lại đón chào một ngày mới. Dưới cánh rừng nhộn nhịp lúc bình minh kia còn có một chiếc ghe nhỏ neo cạnh một gò đất nhô cao. Bên trên xuồng là vóc dáng của thầy que và hai Toàn đang co ro ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Cho tới lúc hai Toàn ngồi bật dậy thì đã thấy trời sắp về chiều. Nhìn bên cạnh không trông thấy thầy que đâu, anh ngó giáo giác xung quanh thì bắt gặp thầy đã ngồi trên gò đất từ bao giờ. Trên tay thầy que đang cầm một quyển sách cũ, nhìn có vẻ ông đọc rất chăm chú. Hai Toàn cất tiếng gọi, giọng của anh còn hơi yếu: Thầy ơi!" Thầy que liền đứng lên bước xuống dưới ghe. Ông trả lời: "Tỉnh rồi sao? Đúng là thanh niên trai tráng hả? Chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe liền." Hai Toàn bất giác sợ lên cổ, nơi mà chỉ mới đêm qua thôi anh trải qua một cơn đau thập tử nhất sinh. Hai Toàn hỏi thầy que với giọng đầy khó hiểu: "Rốt cuộc đêm qua con bị cái gì vậy thầy? Con nhớ là mình đâu có bị con gì cắn đâu." "Là nhện thực cốt đó. Chính là cái con mà chiều hôm qua bay dùng để làm mồi câu đó." "Ủa, nhện thực cốt hả? Con chưa nghe bao giờ luôn á." "Nó là một loại nhện ký sinh, có thể sống hầu như ở mọi môi trường khắc nghiệt.
Sức sống của bọn chúng rất mạnh liệt, rất khó chết đó. Thầy Que lấy ra cái lọ nhỏ mà mình đã bắt được con nhện thực cốt khi sáng, đưa cho Toàn xem, rồi nói tiếp. Loại này nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt, cứ tưởng là một loại nhện thông thường, nhưng thật ra vô cùng xảo quyệt. Chúng giả vờ làm con mồi để cho kẻ khác dễ dàng nuốt chửng, nhưng mà thực chất lại là kẻ đi săn. Sau khi bị nuốt vào trong bụng đó, chúng sẽ làm tổ bên trong kẻ đã ăn nó, cho dần dần ăn lại vật chủ. Vợ con đã hiểu tại sao mình bị như vậy chưa? Toàn cầm cái lọ nhỏ có chứa con nhện thực cốt bên trong mà khẽ rùng mình một cái. Ê, trời ơi, trên đời này có loại vật vậy sao thầy? Nhưng mà con lương hôm qua con đã nướng rất kỹ rồi mà, đáng lẽ nó phải chết rồi chứ. Loại này chịu nhiệt rất là tốt, nói chung chúng rất khó bị giết đi. Nếu không thì nó đã ngoan ngoãn chịu xuống bao tử của con rồi, có phải không? Thôi được rồi, đưa nó lại cho thầy, đừng có nghĩ tới chuyện này nữa. Đường phía trước còn khá dài đó, con nghỉ ngơi chút đi, rồi ngày mai ta lại lên đường. Dứt câu, thầy Que lấy chiếc lọ nhỏ có chứa nhện thực cốt bỏ lại vào trong tay nải, rồi cùng với hai Toàn nằm xuống cái sạp ghe, đợi khi trời sáng sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Thấm thoát đã hai ngày sau cái vụ Toàn bị nhện thực cốt xém chút lấy mất mạng, thầy Que và anh kể từ lúc đó cũng dốc hết sức di chuyển trên chiếc ghe nhỏ dưới cánh rừng u minh bạc ngàn ẩm nước. Có những đoạn đầm lầy thực sự rất khó vượt qua. Lúc như vậy, Toàn phải nhảy thẳng xuống dưới nước bụng để mà lôi chiếc xuồng nhỏ của bọn họ vượt qua những con đìa sình non lúng cả ngang hông. Quả thật lần này nhờ có sức của hai Toàn mà chuyến đi của thầy Que bớt đi được bao nhiêu khó khăn trông thấy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma tâm linh Ác Linh Thầm Lặng, tác giả Đắc Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 5 cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.